Ê Hiếu, năm nay mày được thưởng Tết bao nhiêu vậy? Là nhiêu? Ê, lên chức chưa? Làm việc gì? Lương được 20 triệu không? Ê, rồi nhà mua ô tô chưa? Rồi chừng nào mà sinh con đẻ cái? Tao thấy lâu lắm rồi đó. Đúng rồi. Ê, nói nghe nè, năm nay á có cái gì đặc biệt không? Hai đứa bay hỏi từ từ cho Hiếu nó trả lời được không? Chứ hai phải làm gì ào ào cái gì? Quên, xin lỗi. Lâu quá gặp bạn mừng. Không có sao đâu, tại vì lâu ngày mới gặp lại mà. Thật ra cuộc sống của tao cũng bình thường thôi à, không có gì đặc biệt hết. Còn chuyện con cái thì vợ chồng tao tính vài năm nữa. Cái gì? Con này bây giờ mình còn trẻ, mình phải tranh thủ mình đẻ đi. Sau này mày còn có sức để mày lo cho con cái nữa. Không giấu gì mày, chuyện là tao mới lấy được cái hợp đồng 15 tỷ cho công ty. Mới được lên chức quản lý luôn nè. Tết này nè, sương sương là tao được thưởng tháng lương thứ 15, 16 gì à. Không có gì nổi bật hết trơn á. Còn tao á, cũng cố gắng sắm được chiếc 7 chỗ. Có cái che mưa che nắng chở gia đình đi chơi mà. Nhưng mà lo lắm mày ơi. Lo cái gì? Lo cái visa để Tết năm nay nè, dẫn cả nhà đi Mỹ chơi. Ê, không ấy vậy mà cho tao đi ké luôn được không? Mà thôi, mày đừng có suy nghĩ gì nha. Chẳng qua là bây giờ chưa tới lúc thôi. Chắc là vài năm nữa hoặc là chục năm nữa gì thôi, mày cũng bằng tụi tao thôi à. Đúng rồi, đời còn dài lắm, từ từ rồi sẽ tới lượt thôi. Nhưng mà nhắc tới đừng buồn nha. Hồi đó mày chê tình cảm của tao á, xong rồi đi lấy chồng. Giờ mày thấy tao vậy nè, thấy có bị tiếc nối gì không? Này, giỡn hoài à. Nói chứ thôi mấy bạn ở lại ngồi chơi nha. Tại vì chưa có sắp xếp được chuyện gia đình đó, nên không có ngồi lâu được. Có gì bữa khác rồi mình hẹn cà phê nói chuyện tiếp ha. Là sao? Là giờ đi về á hả? Thôi ở lại chơi đi, đừng có buồn. Tụi tao nói giỡn thôi à. Có, đâu có buồn gì đâu. Nói chứ mọi người ngồi nói chuyện bình thường đi. Tại vì còn tùm lum chuyện nhà hết chưa làm xong ha. Có gì bữa khác nói chuyện ha. Ok, bye bye. Ủa vậy là tự ái nữa hả? Trời ơi, nói chơi rồi cũng tự ái nhỏ. Cũng mày thúi, cái mỏ mày nói là hai đứa bay. Hồi đó chê tao mà, chê tao học dốt nè, nghèo nè. Trời ơi, giờ tao hoành tráng, thành công, giàu có rồi. Cái chắc là tiếc nói đó mày ơi. Trời ơi, ước chân vô nhà xíu một cái là thấy nó mát cái chân liền. Đã liền á. Dạ, xíu ơi. Nhân dịp sắp Tết á, em có qua nhà xíu, em có gửi cho xíu ít quà. Xíu nhận cho em vui nha. Trời ơi, qua chơi là được rồi, mày đặt mua quà cáp chi tốn kém vậy? Dạ đâu có được. Trời, lâu lâu qua nhà ship mà, phải quà cáp đàng hoàng chứ. Ngồi xuống. Dạ. Còn năm sau mà em lên được cái chức trưởng phòng á ship, chắc chắn á, quà nó sẽ quý hóa hơn. Em ơi, nhà có khách, em đem nước lên nha. Dạ. Ôi, giọng quen quá vậy. Nè, tôi hiểu ý của chú nói, tôi sẽ cân nhắc lại. Còn cái chức trưởng phòng cũng tùy vào cái năng lực của chú nữa. Chứ còn quà cáp này không nói lên được điều gì nha. À, dạ em hiểu rồi. Em hiểu ý sếp mà, em sẽ cố gắng từng ngày. Sếp yên tâm nha. Dạ. Ủa, Hiếu, bà là vợ của sếp Thành hả? Trời ơi, giống nha. Ủa, hai người biết nhau à? À dạ, không giấu gì sếp. Em với Hiếu là học chung phổ thông với nhau. Hôm bữa vô tình là họp lớp nha, ngồi uống cà phê á, em cũng có nói chuyện mà tại vì Hiếu giấu, Hiếu không có nói là vợ của sếp Thành. Trời ơi, giấu, nói em biết. Sao kỳ vậy? Sao không kể chuyện gia đình cho bạn nghe? Bộ anh có cái gì không tốt hả? Tại vì em thấy bạn bè ai cũng có công việc ổn định, cũng có đi làm, rồi cũng có thành tựu, có cái này cái nọ để kể với nhau. Còn em ở nhà anh nuôi không mà, em có đi làm cái gì đâu, nên là em cũng hơi xấu hổ, em cũng không có nói. Em không có được nghĩ như vậy, biết không? Anh thành công ngày hôm nay á là nhờ có em hậu phương. Em mà không lo chu toàn cho gia đình thì làm sao anh ra ngoài anh có thể phát triển sự nghiệp. Lúc sáng em mua mấy con tôm hùm định làm tiết canh đúng không? Dạ. Thì em làm tiết canh đi, còn mấy con tôm em hấp ha. Với lại em lấy cái chai rượu anh mới mua để trên kệ á ra cho tụi anh rai rai nha. Dạ. Hồi đó chê tao mà, chê tao học dốt nè, nghèo nè. Trời ơi, giờ tao hoành tráng, thành công, giàu có rồi. Cái chắc là tiếc nói đó mọi người.
Tao đang mới đi mua đồ về, đang đứng đợi chồng. Ủa, đợi chồng á? Đi shopping đúng không? Ừ. Mà nè, sao mua ít đồ quá vậy? Tết nhất tới nơi rồi á, phải mua nhiều nhiều lên để cho cái Tết này nó sung túc. Chứ mua ít quá đâu có đủ đâu. Tại vì nhà tao cũng không có cần mua sắm nhiều á. Phải không? Hay là tiết kiệm. Tôi nói bà nghe nè, mình là phụ nữ, mình phải sắm sửa cho bản thân, mua quần áo, mua mỹ phẩm đầy đủ lên. Chứ mấy cái đó có bao nhiêu đâu mà bà tiết kiệm chi vậy? Biết không? Rồi còn phải đứng đợi lấy xe nữa hả? Bữa sau mình đi shopping á, mình book xe taxi đi, mình chở đồ cho nó dễ. Chứ đi xe máy làm chi, rồi phải gửi xe ở dưới hầm rồi lấy ra để vô cực lắm. Ủa? Anh sao anh? Anh đi đâu vậy? Ồ, xe em ở đây. Anh đi đón vợ anh nè. Cái gì? Đón vợ? Ừ. Anh đưa vợ anh đi mua một chút trang sức nữa mà. Hiếu là vợ anh. Ừ. Ủa? Vậy là hai người biết nhau hả? Dạ. Em là bạn thân của Hiếu á. Trời ơi, cái con ý này. Chồng mày là giám đốc giàu có như vậy mà tại sao mày giấu tụi tao? Trời ơi, thiệt luôn á. Tao nói mày nghe nè, cái hợp đồng 15 tỷ hôm bữa tao kể mày á là của chồng mày á. Chồng mày là khách VIP bên tao. Giờ mới biết quý nhân ông ở đâu xa lại là chồng của bạn mình. Hôm nay anh chở đi mua trang sức đúng không? Chắc cũng hết mấy trăm triệu nè. Ngưỡng mộ à. Thật ra thì cũng là tiền của chồng tao mua cho tao thôi mà. Tao đâu có giỏi như mày đâu. Tự đi làm nè, rồi kiếm được tiền tự mua cho bản thân của mình. Tao chỉ có ở nhà sống bám chồng thôi à. Có gì hay ho? Thôi, lúc nào em cũng vậy hết. Của chồng công vợ mà. Em mà còn nói như vậy anh buồn đấy à. Thôi bây giờ trễ rồi, mình về nha. Thôi tôi về nha. Bye bye. Anh về trước nha. Dạ, bye bye. Công nhận á, mày giấu kỹ ghê vậy đó. Tại sao mày không nói ra? Hôm trước em re không nói tiếng nào hết trơn. Phải nói ra để cho bạn bè còn mừng cho mày nữa chứ. Đúng rồi. Hiếu ơi, tự nhiên thấy Hiếu dễ thương quá. Hiếu, tôi á tôi cũng thích cái chức trưởng phòng của công ty của chồng Hiếu á. Hiếu chịu khó, Hiếu nể tình bạn bè từ xưa giờ học chung lớp đó. Hiếu về Hiếu nói với chồng Hiếu cho tôi xíu nha, cho tôi vô cái chức trưởng phòng đó cũng được. Cái thằng này phải nể chứ sao không nể được. Đúng rồi, Hiếu xưa giờ là nổi tiếng là xinh đẹp, thông minh, tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè mà. Đó là nó không biết thôi. Chứ một khi nó đã biết rồi làm sao mà nó ngó lơ được đúng không? Kiểu gì là nó cũng giúp đỡ mình, đúng không Hiếu? Đúng Hiếu. Thật ra thì hồi đó đến giờ á, công việc của chồng tôi thì tôi không có đụng vô, với lại tôi cũng không có biết rành á, nên là tôi không thể nào giúp hai bạn cái chuyện này đâu. Nói cái gì vậy, sao mà không được? Cái con này, thật tình á là tôi cũng đang tính nói với bà á, là nói với chồng bà giúp đỡ tôi, cho tôi xin ít lọc thêm mấy cái hợp đồng nữa, để mà Tết này nè đặng tôi còn có cái nồi thịt kho hột vịt, cái bánh chưng nhân thịt để mà ăn nữa. Giúp đỡ cái đi. Thôi hiểu rồi, giờ người ta là vợ của sếp rồi, đâu còn coi bạn bè cũ là gì nữa đâu. Không phải, không phải. Ai bảo hôm bữa bà im re bà không nói gì? Tụi tôi mà biết bà là vợ của giám đốc là tụi tôi không có nói mấy cái câu khó chịu vô duyên đó đâu. Thôi thôi được rồi, bây giờ để tôi về tôi tìm cách tôi nói chuyện với chồng tôi coi làm sao. Nhưng mà tôi không có dám hứa chắc với hai bạn là sẽ ok đâu nha. Sao lại không chắc? Phải chắc chắn, chắc chắn là có kết quả mới được nha. Hiếu, tôi tin bạn mà. Trời ơi, trong lớp lúc nào tôi cũng tin bạn mà Hiếu. Bạn nói cái gì là uy tín cái đó mà. Những cái kỳ vọng của tôi á là đặt vào bạn hết luôn á. Thôi, chịu khó về nói hay hay xíu xíu thôi là ok. Người ta nói cái câu gì nè? Nhờ bạn gì nè? Giàu nhờ bạn. Đó. Uống nước đi. Uống nước đi Hiếu. Trời ơi, nực quá nè. Trời ơi, trời Hiếu. Thôi được rồi mà. Trời ơi, thoải mái đi mà. Nực. Nồng. Thôi được rồi. Thôi thoải mái đi mà, mình bạn bè mà nói gì thân nhau vậy mà. Hôm nay đích thân sếp mời qua tới nhà là chắc chắn có tin gì rất là vui rồi đúng không sếp? Em cũng không ngờ có ngày được anh Thành mời qua nhà chơi như vậy á. Đúng là có chút quen biết cái thân thiết hẳn à. Thật ra là tôi có nghe vợ tôi kể về cái chuyện của hai người. Công nhận Hiếu là bạn tốt. Đúng rồi đó sếp. Nói vậy nè sếp,
người ta nói á, không, ông bà hồi xưa nói giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Trời ơi trời, nhìn sếp sang thấy ghê sang luôn á. Còn tụi em á, sắp rồi. Sắp rồi, sắp. Sắp sang rồi. Đúng, người xưa nói đúng mà. Sang nhờ vợ thì đúng, nhưng mà giàu nhờ bạn thì cũng phải coi lại bạn đó là ai nha. Ủa, sếp nói vậy là sao? À, ý anh Thành là sao ta? Khó hiểu quá. Không hiểu. Nó kỹ kỹ hơn xíu nữa. Kỹ kỹ hả? Hai người đừng có đóng kịch trước mặt tôi nữa. Vợ tôi đã nói hết rồi. Ha. À, vì cái chuyện mà hai người nhờ vợ tôi nói đỡ giúp hai người đúng không? Chẳng qua là vợ tôi hiền lành nên như vậy thôi. Chứ gặp tôi hả? Khỏi đi ha. Bây giờ mình đâu có đâu. Thật ra là mà bữa đó uống cà phê rồi cái Hiếu vợ của sếp hứa với tụi em chứ tụi em đâu có ép buộc gì đâu. Đúng rồi á anh Thành, tụi em là bạn của Hiếu mà, làm sao tụi em ép Hiếu được. Anh không tin anh cứ hỏi lại Hiếu đi. Anh không cần hỏi. Ủa, vợ anh mà, tính tình cổ như thế nào anh biết hết. Chẳng qua là hôm nay anh mời hai người qua đây để anh cảnh cáo hai người một lần duy nhất nha. Từ đây về sau anh không muốn hai người làm phiền đến vợ của anh nữa. Còn một lần nữa, đừng có trách sao mà anh không cả nể hai người là bạn cũ của vợ anh. Dạ thôi em xin lỗi sếp, mai mốt em dám vậy nữa đâu. Sếp đừng có giận nha sếp. Dạ em xin lỗi anh Thành, tụi em rút kinh nghiệm rồi, không có dám vậy nữa đâu, không có dám phiền gì tới vợ anh hết á. Thôi tụi em xin phép đi về nha. Dạ em xin phép. Thôi được rồi, về đi, tôi không tiễn nha. Dạ. Thiệt tình tội nghiệp vợ anh quá, toàn quen những người bạn gì đâu không. Anh đúng là một người chồng tốt á. Em thấy á, em lấy anh là đúng đắn, không có sai gì hết. Lúc nào cũng hiểu cho em, thương em, lúc nào cũng muốn bảo vệ em hết. Đúng là một người chồng đẹp trai nè, dễ thương nè, giàu có. Ê, phải sói ca nữa mới nha, mới chịu. Trời ơi. Anh coi chừng. Kiểu gì là kiểu gì? Mày có mắt không? Mày chạy đi có thấy đường không? Hả? Alo, anh đi tới đâu rồi? Tôi đứng ở số 1, đường số 11A nha. Anh muốn về đâu? Cho tôi ra chợ Bến Thành quận nhất nha. Mời anh lên xe. Đây anh có chuyện. Chó, chạy cái gì vậy? Hả? Thằng chó này biết còn chạy xe không vậy? Mày chạy đi đó. Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Mày này xuống xe đây nè. Rõ ràng là anh ta đã điện sai. Sao mà anh còn phải xin lỗi người ta? Nếu mà anh không thắng kịp á thì chắc chắn là cái anh ta đã mang quà rồi. Không sao, thật ra trong cuộc sống này con người ai cũng có nỗi bực bội riêng của mình. Bỏ qua cho anh ta đi, rất có thể hôm nay tâm trạng anh ta không tốt, anh ta đang bực bội. Tức cái gì kệ nó chứ, chạy chỗ đó mà. Thôi anh cứ thử tưởng tượng đi, con người ta cũng giống như một cái xe chở rác. Bây giờ anh ta đang chất chứa rất là đầy rác, thù hận, buồn bực, công việc, tình yêu, gia đình. Anh ấy đã chia tay với người yêu. Anh biết anh sai rồi Trang, cho anh cơ hội đi Trang. Anh buông em ra đi, em có người khác rồi. Nhưng mà anh còn thương, anh không thể nào chia tay em lúc này được. Anh có liêm sỉ không vậy? Em nói anh bao nhiêu lần rồi, cái em cần là tiền, không phải là tình yêu. Đi cờ bạc đủ chè rồi đó, anh có cho tôi được cái gì không? Suốt ngày anh cứ tình yêu ở đâu ra? Nhưng mà anh sửa được, từ từ anh kiếm tiền mà. Cho anh thời gian đi thì... Anh còn nói được cái điều đó nữa hả? Anh biết anh sai nhưng mà em cho anh cơ hội được không? Anh hứa một lần này là anh sửa sai à. Từ nay anh không có đi, anh không có đi cờ bạc, không đá banh nữa. Anh hứa lần này em lo cho cuộc. Em cho anh cơ hội bao nhiêu lần rồi? Tôi nói cho anh biết nha, từ nay anh đừng bao giờ theo tôi nữa. Hãy để cho tôi có cuộc sống riêng. Trang, Trang, mày. Hoặc là gia đình của anh ấy lục đục,
sếp anh ấy đuổi việc, bạn bè anh ấy phản bội. Nhìn cái bản hợp đồng đi. Cậu soạn hợp đồng kiểu gì vậy? Vừa gửi qua bên công ty bên kia người ta gửi về liền. Dạ em có sót những cái điều khoản gì không giám đốc? Không thiếu bất cứ điều khoản nào. Chỉ có một điều, sai lỗi chính tả. Cậu nghĩ sao vậy? Người ta sẽ nhìn vô cái công ty tôi như thế nào hả? Người ta đánh giá giám đốc nè. Dạ chắc tối em thức khuya em đánh nhầm thôi rồi giám đốc. Ủa công việc nhiều quá hả? Nhiều quá thì nghỉ đi. Công ty tôi không có dư tiền mà trả tiền cho thằng ngu. Ngay lúc này có thể đứng lên đi về. Còn công việc không được bàn giao. Tất cả những cơn buồn phiền đó ập đến trong đầu anh ta. Và bây giờ anh ta cần một chỗ nào đó để chút giận. Vậy thì tại sao mình phải đôi co cãi giả với anh ấy? Cuộc sống con người ta 10% là những chuyện xảy ra với mình, và kết quả của nó 90% là do mình quyết định. Mình chấp nhận, mình phản ứng với những điều mà cuộc sống đem lại cho mình là như thế nào. Chỉ cần bây giờ tôi bực bội, tôi bước xuống xe, tôi cãi giả với anh ấy. Mày chạy xe kiểu gì vậy? Kiểu gì là kiểu gì? Mày chạy mày xem đụng người ta. Đụng đâu hả? Mày có mắt không? Mày có mắt không? Mày chạy mày có thấy đường không? Mày chạy mày cúp đầu xe người ta, mày cứ đụng cái gì? Cúp đầu xe gì? Ở bên cua ta chạy qua đây, mày chạy mày không xin mày lỗi. Mày cứ vậy hả? Mày chạy cái gì? Em. Không ai muốn cả. Xét cho cùng thì chuyện này tất cả chúng ta đều không muốn. Tôi đánh anh ấy nhập viện, tôi bị thương, tôi không được gì, anh ấy cũng không được gì, tất cả chúng ta không được gì. Tại sao chúng ta phải làm tất cả những điều đó, trong khi phải bỏ qua tất cả mọi chuyện, vui vẻ chấp nhận tất cả những điều mà cuộc sống đang đến với chúng ta? Ngay bây giờ tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Tôi sẽ bước xuống xe, chấp nhận tất cả những đau khổ, buồn bực, tức giận và thù hận của anh ấy. Anh ấy sẽ chút hết lên người tôi, nhưng tôi sẽ chuyển nó đi chỗ khác. Tôi không nhận nó vào người. Chỉ cần chân thành xin lỗi anh ấy thì tất cả mọi chuyện sẽ qua. Anh ấy sẽ vui cười và bình thường trở lại. Mày chạy thấy đường không mày? Hả? Tại giờ sao em xuống đây? Mày chạy mày thấy mày thấy thôi, mày chạy thôi. Vào. Thôi được rồi, tôi xin lỗi anh. Tôi biết lỗi hoàn toàn là của tôi. Anh bớt giận, tôi sẽ đền bù mọi chi phí. Phí bao nhiêu tôi chịu hết. Không phải chi phí, vấn đề đây là xe tôi cũng không bị gì. Nhưng mà anh chạy rồi, tôi biết xém gây tai nạn anh hiểu không? Dạ tôi biết rồi, anh có sao không, để tôi đưa anh đi khám. Tôi chịu hoàn toàn chi phí. Thôi được rồi, không sao đâu, nếu anh nói vậy không có gì. Tôi chỉ nói cho anh hiểu rồi, anh chạy xe cẩn thận rồi mới đụng người ta. Rồi tôi biết, tôi sẽ chân thành là xin lỗi anh. Ok, anh nói gì em xin lỗi rồi, tôi nghe được á. Chứ anh xuống đây mà anh nói anh đúng là tôi không được với tôi đâu nha. Nếu anh xin lỗi thì thôi, không có gì. Tôi hay bây giờ tôi xin lỗi anh bằng cách mời anh đi uống miếng nước cho anh bớt nóng nha. Thôi, không có gì đâu. Xét cho cùng thì tôi chạy qua đây á, cũng nhanh. Rồi tâm lý tôi đang được tốt á, nên nãy tôi lái xe cũng không có quan sát. Thôi, tôi cũng một phần tôi xin lỗi anh luôn nha. Đó, anh thấy chưa? Cuộc sống này là như vậy. Nếu chúng ta biết chấp nhận và vui vẻ với tất cả những gì xảy đến với chúng ta thì cuộc sống luôn tươi đẹp. Cảm ơn cậu đã giải thích cho tôi được. Biết được cuộc sống này là như thế nào. Quan trọng là cách chúng ta phải sống với cuộc sống. Cuộc sống hiện tốt đẹp. Thời gian cho tôi nhìn lại đời dạy tôi. Ăn xăm như vậy người ta nhìn vô người ta nói anh chị chết luôn á. Mày có bầu với ai? Đã xăm hình đầy người rồi, đi ra ngoài đường không có ai coi ra gì hết. Mày hãm hiếp con Mén chứ làm cái gì? Mén, ăn đi cưng. Anh chị tôi đi. Ủa Sơn, không ăn cơm đi, giờ này còn đi đâu nữa? Tôi đâu kệ tôi. Ủa sao cái mặt em hôm nay sao lạ quá vậy? Gì lạ?
Sao xăm lên mặt luôn vậy? Tôi hơn 18 tuổi rồi, tôi có quyền tự do của mình chứ. Gia đình mình là gia đình văn hóa, gia đình đàng hoàng. Em xăm như vậy người ta nhìn vô người ta nói anh chị chết luôn á. Ủa tôi làm gì, đó là chuyện của tôi, em thích nghề xăm đó. Tôi thích làm design, tôi làm thiết kế, làm gì kể tôi, miễn sao tôi tìm được tiền, tôi không xin tiền của anh là được chứ gì. Mặc dù tôi biết tôi đang làm cái nghề mà trước giờ không ai trân trọng hết á, nhưng mà tôi thích và đó là thanh xuân của tôi. Anh không có quyền. Em kiếm cái nghề nào đó nó đàng hoàng hơn. Nè anh rể của em đường đường là giám đốc ha, bây giờ người ta nhìn vô người ta nói trời ơi, có thằng em mà nó xăm mình tùm lum tùm la vậy rồi mặt mũi đâu. Anh đi nhìn nhân viên của anh thì anh đừng nhận tôi là em của mình là được chứ gì. Vậy ha, bye. Sơn, 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 riết em thấy nó ngang ngược gì đâu. Cô có biết là tôi chán cái nhà này lắm rồi không? Ừ. Cô thì biết cái gì? Nói cô còn không nói được nữa mà. Tôi không có quyền tự do này trong cái nhà này. Mà tại sao bây giờ tôi muốn chọn cái nghề riêng cho mình đúng không? Không cho. Xăm thì có xấu không? Tôi vẫn là con người. Người ta chỉ cho, rồi người ta chửi vô mặt tôi, thậm chí anh chị tôi cũng chửi tôi nữa. Mà tại sao bây giờ tôi muốn chọn cái nghề riêng cho mình đúng không? Không cho. Tại sao hả? Quên. Đâu nói được đâu. Tay em miệng sao vậy? Bị té đập đầu hả? Rồi có sao không? Để chị đi mua thuốc cho uống nha. Mua thuốc nha, uống thuốc nha. Nè, lên đây ngồi. Lên đây ngồi, chị hỏi thăm, nói chuyện xíu. Lên đây. Sao bầm nhiều quá vậy nè? Có phải là bị té không? Có gì nói chị nghe coi, có phải bị té không? Té ở đâu? Chị dẫn đi bác sĩ nha. Đau nhiều không? Trời ơi, tội nghiệp không? Mai mốt cẩn thận nghe không? Thôi mà chị thấy mệt rồi đó, để ở đây đi, chị làm cho. Đi vô nghỉ đi. Đi vô nghỉ đi. Gì vậy Mén? Mén, xong chưa? Ngồi xuống đây chị biểu. Ngồi đây. Như vậy là sao? Tại sao nghe mùi cá mà nôn mửa? Bệnh thiệt không? Chị dẫn mày đi khám bác sĩ. Tao nghi lắm. Tao đưa mày đi bác sĩ. Đi, tao dẫn mày đi bác sĩ. Chứ như thế nào? Mày có bầu với ai? Có phải như vậy không? Hả? Trời ơi. Tối ngày mày ở trong nhà không? Mày có bầu với ai? Mày có khai không? Vậy nè, mày viết ra đi. Mày có viết ra tên cái bầu thai là ai không? Mấy không, tao lôi mày đi ra ngoài. Tao biêu ríu mày lên. Bây giờ mày có ghi không? Đi, đi ra cửa với tao, nhanh lên. Hôm nay ai mới về? Mày đi đâu giờ này mới về? Thì đi công chuyện của tôi. Mà làm như tôi mới về nhà quạo, giờ kiếm chuyện nữa đúng không? Mà sao mà chị hai dầm dầm vậy?
Nè, mày nhìn đi. Tên tôi thôi chứ cái gì đâu nhìn. Ủa mà nay rảnh hả? Nhưng viết tên tôi ra giấy chi à? Ủa con mén nó viết đó. Con này khùng hả? Nhưng viết tôi ra giấy. Tính chi ngãi tôi hay gì á? Riết rồi á. Mày sống tệ dữ lắm luôn á. Đã xăm hình đầy người rồi, đi ra ngoài đường không có ai coi ra gì hết. Sống không có đàng hoàng mà bây giờ còn làm cái chuyện như vậy nữa. Chuyện gì là chuyện gì? Ủa hai nay hai bị sao vậy? Có gì nói thẳng đi. Nói thẳng cái gì nữa hả? Cái chuyện nó rành rành như vậy mày còn chối nữa. Tại sao mày lại có thể làm cái chuyện động trời như vậy? Tao thiệt tao không hiểu mày luôn á. Anh đối xử với mày tốt quá mà hả? Công ty anh lập ra anh kêu mày về làm đàng hoàng, công việc làm ăn ổn định mày không chịu. Mày đi lêu lỏng ăn chơi rồi bây giờ mày làm cái chuyện xấu mặt xấu mày như vậy. Thì tao không nói nổi được mày luôn. Đủ rồi nha. Mà tại sao con mén nó ghi tên tôi ra vậy? Con mén đâu rồi? Mén! Mén ơi! Khỏi kêu đi, tao đuổi nó đi rồi. Ủa rồi mắc gì đuổi nó? Trời đất ơi, mày còn muốn tao giữ nó lại ở cái nhà này cho người ta nhìn vô, người ta xỉa xói vô cái nhà tao, nói cái nhà tao bại hoại đạo đức, không có đàng hoàng. Tại mày đó. Bây giờ có chuyện gì thì anh nói thẳng đi. Tôi làm gì mà anh kêu là không đàng hoàng hả? Mày hỏi chị hai mày đi. Hai người nói một tiếng đi, tôi làm gì mà không đàng hoàng? Mày hãm hiếp con mén chứ làm cái gì? Rồi để bây giờ nè, nó ghi tên mày ra như vậy nè. Cái chuyện này là sao? Cũng may á, là tao thuê con mén nó trên 18 tuổi. Nó mà dưới 18 tuổi là mày ở tù mọt cong rồi. Hãm hiếp con mén là sao? Chuyện này không có nha, mọi người không có được vậy nha. Ăn bậy được chứ không có nói bậy nha. Anh nói đàng hoàng cho mày nghe, anh giải thích cho mày nghe. Mày không nhận lỗi bây giờ mày thái độ hả? Tôi có làm gì đâu mà kêu tôi phải nhận lỗi hả? Mày chối nữa hả? Anh, thôi. Em coi nó như vậy đó, riết là ai dạy nó được. Không tới lượt của anh không phải ba má tôi. Mày cũng nói như vậy nữa hả? Rồi sao? Mày đi ra khỏi nhà tao. Khỏi tới lượt anh đuổi. Anh, thôi anh bớt nóng. Khỏi tới lượt chị hai luôn. Tôi bật cái nhà này lâu lắm rồi. Được rồi, bây giờ tôi đi tìm con mén. Tôi tìm sự thật. Tôi chứng minh là tôi trong sạch. Làm như vậy nó còn chối nữa. Hết dạy rồi. Em biết. Em cũng không còn lời nào để nói với nó nữa. Kết quả sao bác sĩ? Bé được 2 tháng rồi. À, 2 tháng là có bầu thầy cuốn hả bác sĩ? À, đúng rồi, ở trên đây có ghi kết quả rõ ràng mà. Không, làm gì sai tới mức vậy? Phải con heo không bác sĩ? Cái này chúng tôi không biết, anh với khoa chuyên khoa ADN. Chết tôi rồi. Bữa mình xỉn thì mình nói ngồi nói chuyện tâm sự thôi mà. Nhớ là mình đâu có làm gì đâu. Ăn cơm đi anh. Đoạn này em nấu nhiều lắm nè. Bữa giờ em có nghe tin tức gì của Hoàng Sơn không vậy? Em cũng không nghe tin tức gì hết. Vô đây với anh. Ơ, Sơn. Chị hai em mới về. Tao nói gì sao hả? Tại sao mà giác mặt về cái nhà này nữa? Anh, thôi, để nghe coi nó nói cái gì. Đừng sợ, con một con. Chị hai, hôm nay vì chị hai, em xin phép làm một chuyện. Anh có sao không? Trời ơi Sơn, mày điên hả? À. Tự nhiên, mày đi như mày bỏ đi biệt tích giờ mày về mày đánh anh rể mày vậy hả? Mày điên hả? Mày chết là, mất dạy mày làm cái gì hả mày? Mày im đi, chị hai. Thiệt ra chú mày đâu rồi? Họ đi ra ngoài rồi hả? Tao cấm mày tiết lộ chuyện này cho ai biết hả chứ? Không tao giết mày. Có bầu rồi đúng không? Hả? À, tại sao không biết chữ mình đi? Chuyện mà bại lộ ra tao giết.
dám mày nói tao nghe chưa? Nếu có ai hỏi phải nói là thằng Sơn. Không phải như vậy đâu. Em đừng có tin lời nó. Hai đứa nó cấu kết thông đồng với nhau. Nói xấu anh đó. Hai tụi mày đồng lõa với nhau đúng không? Hai tụi mày cấu kết với nhau, đổ lừa cho tao đúng không? Mày dám xét nghiệm ADN không? Cứng họng rồi, thất chối rồi đúng không? Cứng họng rồi. Chị là anh đúng không? Anh là thằng khốn nạn mà. Chị mà bấy lâu nay anh đổi thừa cho thằng Sơn. Anh vu khống cho nó. Hóa ra anh là một người đàn ông mà tệ bạc, tội bạc ấy mà. Là nó dụ anh. Em nghĩ đi, nó ngỡ mà nó ăn mặc như vậy đó thì thằng đàn ông nào chịu nổi. Thằng khốn nạn, tới giờ này mà anh còn nói như vậy được hả? Anh nhìn đi, nói bị như vậy, nó bị cong như vậy mà anh còn việc tưởng em nữa. Anh có còn phải là con người không? Lúc nào cũng tỏ ra là dân có học ha. Ăn nói thì văn chương dạy đời người khác. Ăn mặc thì gì? Tay sơ mi giống thùng. Nghiêm túc quá mà. Sống không bằng một con chó. Chị hai, em không ngồi với chị nữa. Em xin phép chị em ra ngoài em tự lập. Còn bé Mén, em lo. Còn thằng này, nó làm như vậy với bé Mén thì sẽ còn những người con gái khác bị nó hại nữa. Em nghĩ là chị đủ lớn để biết mình phải làm.